Chiều nay ngày 21 tháng 10, ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có cuộc họp với một số sở ngành liên quan để nghe báo cáo kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là nhiệm vụ phải thực hiện định kỳ 5 năm một lần theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 cũng như Luật Đất đai năm 2024 việc thực hiện kiểm kê đất đai năm và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất kỳ này triển khai trong giai đoạn đặc biệt là giao thời giữa luật đất đai năm 2013 và luật đất đai năm 2024 nên trong quá trình thực hiện gặp một số khó khăn. Chính vì vậy, Sở đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch số 106 ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh để phù hợp với thời gian quy định tại quy định số 817 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án và dự toán kinh phí kèm theo đơn giá chi tiết cho các nhiệm vụ để làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thực tế. Đề nghị ngân sách giao bổ sung dự toán kinh phí về sở và bổ sung có mục tiêu về ngân sách các quận thị xã thành phố để thực hiện không phân kỳ cụ thể ngân sách năm 2024 và năm 2025. Sau khi nghe ý kiến góp ý của các sở ngành có liên quan, phát biểu kết luận cuộc họp Ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng thẩm định phương án dự toán chi tiết kinh phí kiểm kê đất đai là bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc cho ý kiến về dự thảo đề án đổi mới phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp giải quyết việc làm tỉnh từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu của đề án là thực hiện việc đổi mới phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp giải quyết việc làm tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 từ đó nhằm tạo đột phá về đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập của tỉnh của đất nước phấn đấu đến năm 2030 có trên 90% học sinh sinh viên tốt nghiệp trung học cơ sở học sinh phổ thông được tư vấn hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% trong đó lao động có văn bằng chứng chỉ đạt 35% tất cả các trường cao đẳng đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao và có ít nhất 10 ngành nghề trọng điểm cấp quốc gia năm ngành nghề trọng điểm cấp độ ASEAN và bốn ngành nghề chất lượng cao, tiếp cận trình độ đào tạo các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và quốc tế. Hàng năm tạo việc làm cho 28.000 người. Tầm nhìn đến năm 2045 tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao, tiếp cận trình độ các nước phát triển trong khu vực ASEAN và thế giới. Tổng kinh phí thực hiện đề án gần 1.383 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các sở ngành có ý kiến về dự thảo đề án, trong đó nhiều ý kiến liên quan đến kinh phí thực hiện, năng lực đào tạo các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên tại các địa phương, đầu tư trang thiết bị dạy nghề, xem xét các ngành nghề đào tạo phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Nguyễn Văn Khởi đề nghị bổ sung các ý kiến đóng góp của các sở ngành tại cuộc họp vào giải pháp của đề án, đồng thời lưu ý một số vấn đề về kinh phí xã hội hóa của đề án. Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần hoàn chỉnh lại dự thảo đề án sớm trình ban cán sự đảng thông qua. Sáng ngày 21 tháng 10, Hội chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ cho gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo bước xúc về nhà ở tại xã Sông Phụng, huyện Long Phú. Hai hộ được hỗ trợ xây nhà lần này là anh Trần Văn Thuận ở ấp Phụng Tường 2. Gia đình được cụm thi đua số 8 hỗ trợ xây nhà với trị giá 60 triệu đồng. Gia chị Nguyễn Thị Kiều Loan ở ấp Phụng Sơn được đội tình nguyện SV07 tài trợ 50 triệu đồng xây lại căn nhà mới. Xây nhà chữ thập đỏ là hoạt động thường xuyên của hội chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng, qua đó cùng chính quyền địa phương chăm lo cho những gia đình khó khăn bước xúc về nhà ở, giúp bà con có máy ấm tươm tất để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam, 23 tháng 11 1946, 23 tháng 11 2024.